xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết về cách làm muối để chấm gà luộc nhé. Đây thì mình đã có chia sẻ một video về cách để luộc gà sao cho gà được vàng giòn và cái da nó giòn, và thịt gà thì ăn rất là ngọt nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tỉ mỉ về cách mình làm một bát muối chấm ngon đúng chuẩn để mình chấm gà nhé. Nguyên liệu để mình thực hiện mình làm muối chấm đó là lá chanh, chanh tươi, hành tím, ớt, gừng, muối, muối bột ngọt và tiêu. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào mình thực hiện nhé. Đầu tiên là mình sẽ gừng mình đã bằm sẵn, bây giờ mình sẽ mang hành đi mình thái lát, lá chanh thì mình sẽ thái chỉ nhỏ và ớt thì mình sẽ giã cùng nhé. Đây mình cũng đã chuẩn bị một con gà luộc rồi đây, và mình sẽ lấy cái phần tiết của gà để mình dầm kèm với muối nhé. Đây lá chanh mình đã bằm nhuyễn và mình mình sẽ cho khoảng một muỗng bột ngọt. Một muỗng tiêu. Muối này thì mình cho nhiều tiêu một chút thì ăn nó sẽ thơm hơn. Và một muỗng canh lớn là muối súp. Bây giờ thì mình sẽ bắt chanh vào. Chua chua cay cay. Trộn đều lên nhé. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một chén muối chấm gà rất là ngon. Bây giờ thì sẽ chặt qua gà ra và ăn cơm thôi.
Bây giờ thì mình sẽ chặt gà nhé. Nay luộc một con gà này 1,4 kg. Gà này gà ta đấy. Nhìn này, nó là mình luộc gà. Mình có làm một cái video chia sẻ cách luộc gà đấy. Nếu mà các bạn cần thì có thể tìm xem trong kênh của mình nhé. Thì nhà mình sẽ ăn cơm nhé. Hôm nay thì ăn thì chỉ có thịt gà luộc rồi kim chi và canh thôi, canh nấu từ nước luộc gà. Đây 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 đây, nhân vật chính của cả nhà đây. Đấy, sắp đang ăn thịt gà đó các cô chú ạ. Ngon quá à. Ngon quá à. Một cặp bà ngon quá à. Rồi, chào cả nhà nhá. Xong ăn đi không? Để con. Cái này cho sốc nha. Để bóc mùi gà, rồi gà cho sốc ăn nha. Không ăn. Không ăn. Bóc mùi gà cho sốc ăn đi. Này cứng á. Cái sắp kia, sắp kia ăn được. Thịt gà này dai đấy. Này sắp chỉ thích ăn gà gà. Rồi sắp ăn đi. Sắp có gà rất là ngon, cho sắp ăn đi. Ăn không? Để ăn nhé. Có thể ăn thịt ốc này, ốc nó mềm, nó trắng. Vô với sắp. Vô. Vô, khép cầm nữa. Ngon quá. Gà mẹ Thanh Tâm Phút nấu ngon quá. Gà mẹ Thanh Tâm Phút nấu ngon. Video chia sẻ về món làm cách làm muối chấm thịt gà của mình đến đây là kết thúc. Chúc cả nhà có những bữa cơm ngon miệng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.